Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta lại tiếp tục làm bài Task 4 và cả hai bài hôm nay chúng ta sẽ học về những tính từ lượng từ như là much many, some any, hoặc là từ hỏi how much, how many và đại từ bất định như là something, anyone, nobody, everywhere và mạo từ nữa nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bước vào làm bài tập. Thứ nhất, các bạn sẽ có đoạn hội thoại sau Did you meet? Rồi chúng ta có một cái chỗ trống ở đây và đến at the party. Yes, I met. Rồi đến là who knows you. Là bạn có gặp ai ở bữa tiệc không? Có, tôi đã gặp một người nào đó mà biết bạn. Và các bạn có trong đây là câu hỏi nè. Đó, và đây được chia thì quá khứ đơn vì các bạn thấy là chúng ta có trợ động từ did trước câu hỏi và sau đó chúng ta có chủ ngữ là will và đến động từ mình giữ nguyên là meet. Đó, vậy thì bây giờ cái chỗ trống mà các bạn cần sẽ là cần một cái tân ngữ nha các bạn. Đó, gặp một ai đó. Thì vì sao mà chúng ta biết là gặp một ai đó chứ không phải là bắt gặp cái thứ gì đó, tại vì ở dưới này dựa vào câu hỏi các bạn này, tôi đã gặp một ai đó, người mà biết bạn, các bạn thấy có từ who ở đây, chứng tỏ là đây là cần một cái đại từ chỉ người nha các bạn. Đó, tân ngữ này, đại từ đóng vai trò làm tân ngữ và cũng là chỉ người luôn. Đó, tôi đã gặp một ai đó mà biết bạn, cho nên không phải là cái thứ gì hết. Vậy thì chúng ta sẽ loại ngay cái phương án B cái đã. Không thể là bạn đã gặp cái thứ gì, anything là bất cứ thứ gì ha. Everybody là mỗi người. Chúng ta có someone, anybody và everybody. Thì ta nhắc lại một chút ở những video trước, những bạn nào mà đã theo dõi cái video trước thì chúng ta đã bắt gặp cái từ any và some rồi nha các bạn. Đó. Any và some thì các bạn dùng trong cái câu hỏi là có cái thứ gì không? Và mình sẽ miêu tả là có một vài thứ, there is some hoặc là there are some. Vậy thì bây giờ cái đại từ chỉ người nó cũng vậy, anyone, anybody là bất cứ ai, some thì someone là một ai đó ha các bạn, everybody là mỗi người. Vậy thì bây giờ chúng ta cũng đã được học là cái từ any sẽ được dùng ở trong câu hỏi và câu phủ định là bạn có cái gì không, và là không có bất cứ cái nào thì chúng ta sẽ dùng any, và some thể dùng trong câu khẳng định là câu trả lời các bạn là có một vài cái gì đó, ví dụ như có một vài quyển sách trên bàn chẳng hạn, there are some books on the table ha. Đó, vậy thì nếu là đại từ chỉ người thì nó cũng tương tự như vậy thôi các bạn. Cái từ any ví dụ như là đại từ bất định như anybody hoặc là anyone thì nó cũng sẽ dùng trong câu hỏi tương tự như cái từ mà các bạn đã dùng trong câu hỏi là có đồ vật rồi đó. Nó cũng sẽ dùng trong câu hỏi và trong câu phủ định không có bất cứ người nào. Còn someone, somebody thì sẽ dùng trong câu khẳng định có một ai đó. Đó, thì chúng ta sẽ dùng trong câu trả lời các bạn, câu khẳng định. Vậy thì bây giờ chúng ta đang dùng ở trong câu hỏi này. Vậy thì chúng ta cũng sẽ chọn là any thôi. Bạn có gặp bất cứ ai ở bữa tiệc không? Chứ không phải là someone, một vài người và everybody. Tại vì cái some này giống như cái mình giải thích tương tự ở đây vậy. Nó cũng sẽ dùng trong câu trả lời thôi nhé bạn, là câu khẳng định. Đó, chứ không dùng trong câu hỏi. Vậy thì mình sẽ không thể chọn cái này và everybody càng không nhé bạn. Bây giờ mình sẽ có là anybody. Bạn có gặp ai ở bữa tiệc không? Yes, I met somebody. Đây, các bạn thấy là trong câu trả lời thì người ta đã quay sang dùng some rồi, giống như cái này, vì some dùng trong câu khẳng định. Tôi đã gặp một người mà người ta đã biết bạn ha. Thì các bạn thấy là chúng ta thứ nhất là any thể dùng trong câu hỏi này. Vậy thì bạn đại từ bất định chỉ người chúng ta cũng như vậy thôi. Và some thì cũng vậy, thì trong câu khẳng định câu trả lời thì bạn cũng có là somebody hoặc là someone. Nhớ các bạn. Rồi, để ý thêm một cái ở đây nữa các bạn là chúng ta có chủ ngữ là I và đến động từ là met, chia quá khứ đơn cột hai của động từ meet. Và chúng ta có somebody là tân ngữ. Vậy thì nó đã hoàn thành một cái mệnh đề rồi nha các bạn. Và cái mệnh đề ở sau này who knows you. Cái này là mệnh đề quan hệ. Nó đóng vai trò là bộ ngữ của tân ngữ nha các bạn. Đó, cái này là một cái mệnh đề quan hệ mà để bộ ngữ thêm cho cái somebody này. Tôi đã gặp một người mà người đó biết bạn, là nó giải thích thêm cho cái người này này các bạn, giải thích thêm cho cái somebody này. Vậy nên là nó đã hình thành một cái mệnh đề quan hệ, mà đã gọi là mệnh đề thì nó phải có chủ ngữ động từ. À, thì chúng ta có who này là đại từ quan hệ đóng vai trò là chủ ngữ trong cái mệnh đề phụ này. Và đến knows là động từ nha các bạn. Và you là tân ngữ. Là cái who knows you này nó là mệnh đề quan hệ đóng vai trò bộ ngữ cho cái tân ngữ somebody này. Ok. Rồi tiếp tục câu số 2. Urge. Ui. There is. Có cái gì đó ở trong my eye là trong mắt của tôi rồi. Let me look. Để tôi xem nào. No, I can't see. Tôi không thấy cái gì hết. À, các bạn thấy là thứ nhất là chúng ta sẽ có ở đây là một cái câu khẳng định chứ không phải là câu hỏi. Đây, có một cái thứ gì đó ở trong mắt tôi. Nó không phải là câu hỏi. Cho nên chúng ta sẽ không dùng, nguyên tắc chúng ta sẽ không dùng cái any.
Đó, bây giờ mình sẽ có là something hoặc là somebody. Vậy thì có một thứ gì đó ở trong mắt tôi rồi, chứ không thể là có một ai đó mà chui vào trong mắt được. Chúng ta sẽ không dùng somebody để nhau bạn, chúng ta chỉ còn something. Rồi, và let me look, để tôi xem nào. No, I can't see, tôi không thể nhìn thấy. Thì nhìn thấy bất cứ thứ gì các bạn sẽ có là anything. Các bạn thấy là câu này là câu phủ định này, có not này, I can't. Đó. Thì nguyên tắc mà chúng ta vừa làm ở trên rồi, any thì sẽ dùng trong câu hỏi và trong câu phủ định này các bạn, là không, không có bất cứ cái gì hoặc là không thấy bất cứ cái gì, không gặp bất cứ ai. Ha, các bạn sẽ có something trong câu khẳng định và any trong câu phủ định và câu hỏi. Rồi cái này là nothing, là không, không có cái gì hết, là bản thân cái từ nothing này nó đã bao hàm cái nghĩa phủ định rồi nha các bạn. Cho nên nếu mà các bạn muốn dùng cái từ something ở đây thì bắt buộc cái động từ trong câu bạn phải khẳng định đó là I see nothing, là tôi không thấy bất, tôi thấy không có cái gì hết, có nghĩa là tôi không thấy cái gì các bạn. Cho nên nếu như bạn đã dùng câu phủ định rồi thì sau này các bạn phải dùng cái đại từ mang nghĩa khẳng định là anything, là bất cứ cái gì. Còn nếu như các bạn muốn dùng cái từ nothing là nghĩa là phủ định rồi, là không có cái gì, thì trước này các bạn phải có động từ phủ, khẳng định. Rồi, trong trường hợp là một số trường hợp trong văn nói thì người ta vẫn dùng cái kiểu như là phủ định như thế này để nhấn mạnh nhấn các bạn. Đó, I can't see nothing. Thực sự là không thấy cái gì hết luôn. Là nhiều khi trong văn nói người ta vẫn dùng là phủ hai lần phủ định như vậy để nhấn mạnh thôi, còn trong văn viết thì các bạn cứ phải dùng là nếu mà đã phủ định thì cái đại từ này các bạn phải any nha các bạn. Rồi, tiếp tục câu số 3. Let's go hard for holidays, but we can't go. That's too expensive. Rồi. Câu này chúng ta sẽ có một cái đại từ ở đây làm chức năng là trạng ngữ của câu. Hãy đi nơi nào mà hot này, kiểu như là đang rầm rộ gần đây các bạn. Đó, đi nghỉ nơi nào đó. Chúng ta for our holidays là cho những cái ngày nghỉ lễ, là hãy cùng đi nghỉ lễ tới một cái nơi nào đó mà hot dạo gần đây. Thì các bạn B này phải trả lời là nhưng mà chúng ta không thể đi đâu cả bởi vì quá đắt. That's too expensive. À, vậy thì bây giờ các bạn cần một cái đại từ chỉ nơi chốn ở đây. Là đi đâu chứ không thể là đi anybody được. Chúng ta không thể là dùng cái đại từ thân ngữ ở đây được, mà chúng ta cần một cái đại từ làm trạng ngữ của câu. Đi thì đi tới đâu? Ha các bạn. Thì sẽ có là cái đại từ mà nối với từ where này. Vậy thì mình ở đây là trong câu khẳng định. Đi tới tới một vài nơi nào đó chứ không phải là trong câu hỏi, cho nên chúng ta không dùng any này. Every cần không nữa, chúng ta chỉ dùng là somewhere. Đó, đi một đi đi tới nơi nào nó hot hot đi. Thì lúc mà mình trả lời lấy với we can't go anywhere, thì các bạn thấy là trong câu trả lời người ta đã có phủ định ở đây rồi. Thì đúng là nguyên tắc any thì chúng ta sẽ dùng trong câu phủ định, đúng các bạn. Và chúng ta thấy là chúng ta không thể đi được nơi nào hết, bất cứ nơi nào hết, bởi vì quá đắt đỏ ha. Tới mấy cái nơi hot hot thì rất là đắt. Ok, tiếp tục câu số 4. I don't want to talk to. Tôi không muốn nói chuyện với bất cứ ai, và tôi cũng cũng không muốn nói chuyện với ai luôn either ha. Rồi, cái thứ nhất là các bạn thấy ở trên này chúng ta sẽ có câu phủ định, có thể là đây là don't. Đó, vậy thì trong câu phủ định các bạn thấy là chúng ta sẽ dùng any rồi, không thể dùng somebody được. Somebody chúng ta sẽ dùng some ở trong trường hợp là câu khẳng định ha. Tôi muốn nói chuyện với một vài người thì I want to talk to somebody. À, tôi muốn nói chuyện với một ai đó. Everybody là mọi người cũng không. Và chúng ta sẽ có là nobody là không ai hết. Vậy thì á, bây giờ nếu mà muốn nói là tôi không muốn nói chuyện với ai hết thì trước này phải là dạng khẳng định, động từ khẳng định, để sau này cái đại từ này sẽ là phủ định. Đó, thì nếu như nói là tôi không muốn nói chuyện với bất cứ ai mà dùng cái từ nobody này thì là I want to talk to nobody. À, còn đây bản thân cái từ động từ want này nó đã chia được dạng phủ định rồi là don't rồi. Cho nên chúng ta cần một cái đại từ làm nghĩa khẳng định ở đây là anyway. Đó. Và tôi cũng chẳng muốn nói chuyện với ai là no one. Các bạn thấy này. Trong câu này vì sao mà mình biết là ở đây mình sẽ dịch là không? Tại vì nó có từ either. Cái từ either này là câu viết lại. Cũng nó giống như cái câu khẳng định mà mình có chữ to hai chữ o các bạn, là cũng làm gì đó cũng vậy, thì cái either này nó cũng vậy nhưng mà nó sẽ nằm trong cái câu phủ định. Vậy thì làm sao mà mình biết được là đây phải là bắt, nếu mà nó đã either nó nằm câu trong phủ định rồi thì bắt một cái nguyên của câu này nó phải mang cái hàm nghĩa phủ định thì cái từ either này mới dùng được, mà nó phải mang hàm nghĩa phủ định
Trong khi cái động từ ở đây, động từ want là người ta đã chia khẳng định rồi. Vậy thì sao? Vậy thì cái đại từ thân ngữ sau này bắt buộc các bạn phải dùng ở dạng phủ định. Đó, để mà cái câu này trở thành phủ định mà mới dùng được cái từ either chứ. Và tôi này cũng không muốn nói chuyện với ai, và tôi cũng muốn nói chuyện với không, với không ai cả. Đó, thì chúng ta sẽ có cái đại từ phủ định là no one. Đó, các bạn sẽ thấy là nó sẽ giống như ở cách nhận thế ở trên này. Nếu muốn dùng nobody ở đây này thì phải là I want to talk to nobody. À, còn đây cái động từ bản thân, cái động từ want người ta đã dùng dạng phủ định rồi, thì sau này phải là đại từ khẳng định chứ, anyone. Còn dưới này á, bản thân của nó là phải là câu phủ định vì nó có từ either ở đây mà muốn nó là câu phủ định, trong khi động từ là từ want là đã khẳng định rồi thì sau này đại từ phải là phủ định là no one. Ha. Tiếp tục câu số 5. I lost my glasses. Tôi đã làm mất cái kính của tôi rồi. I looked. Tôi đã tìm, tôi đã nhìn khắp xung quanh nhưng mà I couldn't find them, là tôi không thể nhìn tìm tìm thấy được ha, không thể nhìn biết được nằm ở đâu. Thì bây giờ các bạn thấy là dựa vào câu này thì mình cũng có thể chọn được rồi. Bây giờ các bạn có chỗ là I và đến động từ looked là động từ của câu. Tôi đã nhìn khắp nơi rồi, tôi đã tìm khắp nơi rồi, đáng lẽ là biết đầy đủ sẽ là look for. Tuy nhiên là các bạn dùng cái từ look để viết ngắn gọn cũng được ha. Đó, rồi thì bây giờ tôi đã tìm khắp nơi rồi, thì các bạn sẽ thấy là muốn dùng khắp nơi thì các bạn sẽ có là everywhere thôi ha. Cái này các bạn viết dịch nghĩa là được. Everything là tìm mọi thứ này, somewhere là chỉ một vài nơi, anywhere là sẽ nằm trong câu phủ định. Đó, tôi không nhìn thấy ở nó ở bất cứ nơi đâu ạ. Đó, thì các bạn hãy dùng ha. Ví dụ như I couldn't find them anywhere thì các bạn dùng được. Đó, còn đây là câu khẳng định rồi thì các bạn không được dùng cái này. Thì các bạn chỉ còn phân vân là somewhere. Tuy nhiên là somewhere tôi đã tìm thấy ở, tôi đã tìm một vài nơi à? Đâu, tôi tìm mọi nơi nhưng mà không thể thấy này, couldn't find. Rồi, tiếp tục câu số 6. Do you buy at the shops? Bạn có mua thứ gì ở cái cửa hàng không? No. Tôi không mua gì hết, tôi đã không có tiền. I didn't have any money. Ok. Rồi các bạn thấy ở trong câu này chúng ta có một cái câu hỏi ở đây và chịu thì quá khứ đơn vì nó dùng cái trợ động từ did trước này các bạn và đến động từ buy. Thì bây giờ các bạn cần ở đây là một cái tân ngữ ha. Đó, và chúng ta chọn ở đây sẽ là một đại từ làm tân ngữ. Vì thế vậy thì bây giờ á, cái này là câu hỏi thì các bạn sẽ không thể dùng cái sum ở trong câu hỏi này nè. Cái no này thì là nghĩa là phủ định là no one, là không người nào, mà trong khi chúng ta chỉ cần ở đây là một cái tân ngữ chỉ vật mà bạn có mua cái thứ gì không, chứ sao là mua ai, đúng không? Không thể chọn cái này. Bây giờ sẽ còn là anything với là everything. Vậy thì bây giờ everything thì khi các bạn trả lời giống ở trên này, tôi đã tìm ở bất cứ mọi nơi rồi, everywhere nó nằm trong câu hỏi. Thì đây nằm trong câu trả lời, câu khẳng định. Nhưng mà đây là câu hỏi thì các bạn sẽ dùng any thôi. Thì các bạn sẽ có là anything ha. Do you buy anything at the shops? Bạn có mua cái thứ gì, bất cứ thứ gì ở cửa hàng không? No, nothing. Đây, không mua gì hết. Các bạn thấy là cái này trả lời là no. Thì bắt buộc cái câu trả lời này á, nó phải mang hàm nghĩa phủ định để mà nó đi khớp với được với cái từ no này. Tương tự khi các bạn trả lời yes, có, thì các bạn cũng tương tự cái việc các bạn trả lời nó cũng phải đồng nhất với cái từ yes. Thì bây giờ no thì các bạn trả lời cũng phải là đồng nhất với nó, cho nên chúng ta có câu trả lời là nothing ha. Và thêm một cái nữa là I didn't have any money. Các bạn thấy là cái từ any dùng ở đây này, không có tiền này. Any nó sẽ dùng trong câu phủ định. Đó, cụ thể là đây là didn't ha. Rồi câu số 7, it was a great party. Đó, thực sự bữa tiệc đó đã rất là tuyệt vời ha. Rồi, thì chúng ta thấy là đây động từ là loved và đến it là thân ngữ, vậy chúng ta cần một cái chủ ngữ ở đây. Và chủ ngữ chúng ta đang cần là một cái đại từ bất định luôn. Mọi người đã rất là thích nó. Thế bạn thấy là nếu là everything là mọi thứ thì mọi thứ làm sao mà yêu thích được. Đó, chúng ta cần một cái chủ ngữ chỉ người ở đây chứ không phải là chỉ vật cái này loại. Còn anyone là bất cứ người nào, thì đã nói rồi, any chúng ta sẽ dùng trong câu phủ định là không có người nào, và là trong câu hỏi là có ai ở đó không nhỉ? Còn đây là câu khẳng định mà mọi người đã rất thích nói, chúng ta không dùng any ở đây. Bây giờ có là somebody và là everybody. Somebody là một vài người, là đúng theo nguyên tắc là nó sẽ nằm trong câu khẳng định. Tuy nhiên là cái này mình sẽ dựa vào nghĩa thôi. Một vài người đã thích nó hay là mọi người đều thích? Mọi người đã thích mời, mọi người đều thích mình mới nói là was a great party chứ. Đó, cho nên chúng ta sẽ dùng cái everybody để nó đúng ngữ cảnh nhất nha các bạn. Câu số 8, I'm bored. Tôi chán quá, I want. Các bạn sẽ có là tôi muốn. Vậy thì bây giờ muốn somebody là một ai đó hả?
Interesting to read. Tôi muốn một cái gì đó thú vị để đọc, chứ các bạn sẽ có động từ là to read. Tôi muốn đọc này. Các bạn nếu thấy là chúng ta sẽ thấy là want và đến là to read. Một cái hành động để chỉ mục đích muốn muốn đọc thì phải là đọc cái gì chứ đâu phải là đọc ai được không các bạn? Cho nên chúng ta không thể dùng cái tân ngữ chỉ người là somebody ở đây được. Mà chúng ta sẽ dùng cái tân ngữ chỉ vật ở đây. Tôi muốn một cái gì đó thú vị để mà đọc. Thế bây giờ các bạn thấy là any thì sẽ dùng trong câu hỏi và câu phủ định, không có bất cứ cái gì đó, hoặc là có cái gì không thì chúng ta sẽ không dùng được trong câu khẳng định vì tôi muốn mà. Cho nên chúng ta không thể dùng. Rồi bên nữa là something với lại là everything. Thế bây giờ chúng ta dịch nghĩa thôi, tôi muốn mọi thứ thú vị để đọc hay là tôi muốn một cái thứ gì đó thú vị để đọc thì chúng ta sẽ có là something. Vậy thì mình sẽ có phương án C. Tiếp tục nữa là or somebody to talk to, hoặc là một ai đó để mà nói chuyện, thì các bạn sẽ có chỉ người. Tại vì sao mà mình biết ở đây sẽ là cần một cái tân ngữ chỉ người? Tại vì nó có talk to, nói chuyện với thì phải với người chứ, chứ không thể là vật, cho nên chúng ta sẽ có là somebody or somewhere interesting to go, một nơi nào đó thú vị để mà đi các bạn. Vì sao chúng ta sẽ chọn được somewhere? Bởi vì nó có to go, để đi, đi thì phải đi đâu chứ, cho nên chúng ta sẽ có. Rồi, một cái điểm ngữ pháp mà các bạn cần chú ý lưu ý ở đây chúng ta sẽ có này. Sau cái tân ngữ thì chúng ta sẽ có cái tính từ interesting. Rồi ở đây interesting. Vậy vì sao mà cái tính từ mà tự nhiên nó đứng được ở đây? Thì các bạn cần lưu ý là tại vì bình thường mình sẽ học là tính từ nó sẽ là đứng trước tên danh từ. Đó, để bổ ngữ cho danh từ đó. Tuy nhiên, tính từ nó sẽ đứng sau cái đại từ bất định nha các bạn, để bổ ngữ cho cái đại từ đó. Không thể là interesting rồi something được, mà sẽ là something interesting, một vài thứ gì đó thú vị, hoặc là somewhere interesting chứ không phải là interesting somewhere. Tại vì thường nguyên tắc mình sẽ học là tính, ví dụ như là a beautiful girl, một cô gái xinh đẹp, các bạn sẽ thấy cái tính từ beautiful nó đứng trước cái danh từ girl để bổ ngữ cho danh từ. Là theo nguyên tắc mình thông thường mình sẽ học như vậy. Tuy nhiên đối với những cái đại từ bất định something này, hoặc là anything, anyone, or somebody kiểu như vậy đã là đại từ bất định thì các bạn phải cho cái tính từ đứng sau nó chứ không được đứng trước như cái nguyên tắc mình học như thế này nhé các bạn. Rồi, câu số 9, have you got homework? Bạn có nhiều bài tập quá không? Ha. Rồi thì bây giờ chúng ta thấy là ở đây là câu hỏi và cấu trúc have got này các bạn có này. Rồi, thì bây giờ các bạn thấy là chúng ta sẽ có chủ ngữ you và đến động từ trong câu là dùng động từ got của ba rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ cần một cái tân ngữ ở đây. Và tân ngữ ở đây chúng ta đã có là homework, là bài tập. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cần một cái tính từ đứng trước ở đây, tính từ lượng từ luôn. Nhiều hay bao nhiêu? Thì bây giờ nếu mà dùng là have you got many, thì many thì sẽ dùng với danh từ đến được dạng số nhiều. Ví dụ như là many books, nhiều cuốn sách. Còn homework, bài tập, thì các bạn biết là đây là danh từ không đếm được và nó sẽ thuộc danh từ số ít nha các bạn. Và danh từ không đếm được, thì danh từ không đếm được thì các bạn sẽ phải dùng cái từ much. Tiếp tục là a few, các bạn cũng cộng danh từ đếm được luôn. Một vài cái gì đó nha các bạn, một ít cái gì đó. Và some, thì một vài. Have you got some homework? No, chúng ta chỉ dùng some trong câu khẳng định. Tôi có một vài thứ gì đó. Còn nếu mà trong câu hỏi là phải là I need, nếu để dùng tương đương với từ some, để so sánh với từ some thì các bạn sẽ dùng I need trong câu hỏi và câu phủ định, và some sẽ dùng trong câu khẳng định. Trong trường hợp mà some mà dùng trong câu hỏi là chỉ có câu lời mời thôi. Could you like some tea? Uống chút trà nhé. Ha, thì các bạn sẽ dùng some. Vậy bây giờ là có phải bạn có nhiều bài tập lắm không? Have you got much homework? Vậy đổi lại nếu như cái danh từ homework ở đây mà nó thành danh từ books chẳng hạn, nhiều cuốn sách, thì các bạn sẽ không thể dùng là much books ở đây nữa mà sẽ là many. Have you got many books? Bạn có nhiều sách phải không? Thì chúng ta sẽ dùng many cộng danh từ đến được số nhiều nha các bạn. Các bạn tiếp tục vào câu 10. We don't need eggs, just half a dozen. Chúng ta không cần nhiều trứng lắm đâu, chỉ cần 6 quả là được rồi ha. Half là một nửa và a dozen là một tá, là 12 quả, thì chúng ta sẽ có là một nửa ha, là 6 quả. Vậy thì bây giờ các bạn thấy thứ nhất là chúng ta sẽ cần một cái tính từ lượng từ ở đây. Và nó sẽ đứng trước cái danh từ s là quả trứng. Và đây danh từ này là danh từ đếm được và nó đang ở dạng số nhiều là nó có thêm s này các bạn. Chứng tỏ là nó không thể dùng cái merge trước được đã. Tại vì merge thì chúng ta sẽ cộng với danh từ không đếm được giống như cái câu homework ở trên này. Vậy thì chúng ta sẽ loại ngay đầu tiên. Và các bạn đã được học ở trên này là many sẽ cộng với danh từ đếm được và số nhiều thì chúng ta sẽ có là many s. Chúng ta không cần nhiều trứng lắm đâu, chỉ cần 6 quả là được rồi. Thì chúng ta sẽ chọn được cái từ money ở đây. Rồi bây giờ giải thích vì sao a little với lại a few thì không được.
Các bạn có là a little là một chút, một ít, có một ít thôi. Là nó sẽ cộng với danh từ không đếm được. Là giống như cái từ không được các bạn ha. Là không đếm, ví dụ như a little money, một ít tiền ha, có một ít tiền thôi. Rồi, còn cái a few này thì sẽ cộng với danh từ đếm được và số nhiều nha các bạn. Đó. Nhưng mà nó sẽ nghĩa là một ít. Tôi chỉ có một ít cái gì đó thôi. Vậy thì bây giờ các bạn sẽ dùng cái tương thích, nếu trong trường hợp mà nghĩa mang ít cái gì á thì nó sẽ dùng giống như cái từ many cộng với danh từ đếm được số nhiều. Còn cái a little hoặc là little thì nó sẽ dùng giống như much là cộng với danh từ không đếm được. Tuy nhiên thì các bạn thử xem nghĩa cái này thì chúng tôi không cần nhiều trứng chứ không phải là chúng tôi không cần một ít trứng. Đó, vậy thì các bạn sẽ nếu mà dùng á cái a few này là chỉ một ít thôi, nó hẳn là nó đã mang cái nghĩa hầu như là phủ định rồi ha. Là tôi chỉ cần một ít thôi, chỉ 6 quả là được rồi á. Thì trước này các bạn phải là dạng khẳng định we need a few eggs, tôi chỉ cần một ít thôi, 6 quả là được rồi. Còn này là chúng tôi không cần thì phải là không cần nhiều trứng chứ, thì chúng ta sẽ có many. Cái này các bạn chọn nghĩa cũng được ha. Rồi tiếp tục, is there traffic in your town, có nhiều phương tiện đi lại, giao thông đi lại ở trong thị trấn của bạn không. Thứ nhất là các bạn sẽ loại ngay cái từ some cái đã. Some là một vài, mà một vài này nó chỉ nằm trong câu khẳng định thôi, là có một vài cái gì đó. Còn nếu mà nó nằm trong câu hỏi thì sẽ là câu lời mời nhé các bạn. Đó, có muốn uống một chút trà không, một chút cà phê không? Mà đây là câu hỏi mà chúng ta không dùng some ở đây nhé. Có. Rồi. Cái tiếp theo nữa là a few. Thì chúng ta sẽ thấy là a few này sẽ cộng với danh từ đếm được số nhiều, là có một ít cái gì đó. Còn traffic là các bạn sẽ không đếm được, giao thông đi lại ha các bạn, thì các bạn sẽ không đếm được, cho nên chúng ta sẽ không dùng được cái a few ở đây. Chưa nói là về nghĩa đã nha, mà mình đang nói với cộng với danh từ. Và cái tương tự cái many cũng vậy, many này cũng cộng với danh từ đếm được số nhiều luôn, là nó tương tự như cái a few, nhưng mà nó chỉ khác nghĩa là một bên nhiều và một bên ít. Còn much thì sẽ cộng với danh từ không đếm được, và cái traffic này các bạn không đếm được, cho nên chúng ta sẽ có phương án đi. Đó, có phải là có nhiều phương tiện đi lại ở trong trong thị trấn của bạn phải không? Tiếp tục câu số 12, I have close friends two or three. Rồi cái từ này là từ friend nha các bạn, thiếu chữ R. Tôi có này, cái gì đó mà bạn thân, hai hoặc là ba thôi, nghĩa là ít là đúng các bạn, chứ không phải là nhiều rồi. Nếu mà nhiều thì sao mà là hai hoặc ba được, là tôi có rất là ít bạn thân, chỉ được hai hoặc là ba người thôi. Cho nên là các bạn dịch nghĩa thì các bạn sẽ thấy là không thể dùng cái từ much và cái từ a lot of này nữa rồi. Thứ nhất là cái từ much này, cho dù các bạn muốn dùng ở đây thì phải cộng với danh từ không đếm được, trong khi cái friends này là nothing else hả? Là người người bạn, chúng ta đếm được, không thể dùng cái much ở đây. Và còn a lot of là nhiều, thì tôi có rất là nhiều bạn, hai với ba, hai hoặc ba thì không thể rồi, thì nó sẽ không tương thích về nghĩa ha các bạn. Rồi tiếp tục nữa là cái a little với lại a few. Thế bạn là muốn dùng a little thì chúng ta sẽ giống như cái từ much vậy, nó sẽ cộng với danh từ và không đếm được ha. Một ít gì, ví dụ như một ít tiền, một ít rượu, các bạn cứ liên tưởng những cái đó thì các bạn sẽ dùng được. Còn cái a few này sẽ cộng với danh từ đếm được số nhiều. Các bạn thấy cái từ friends này nó đang thêm s này, đang ở dạng số nhiều này. Đó, những người bạn thân thiết. Vậy là tôi có được một vài người bạn thân thiết thôi, khoảng 2 đến hoặc là 3 người thôi, chúng ta sẽ có là a few chứ không phải là a little. Trong trường hợp mà cái từ friends này, tức là cái tân ngữ ở đây mà nó thay thế bằng một cái danh từ không đếm được, thì bạn sẽ dùng cái a little ở đây. Ví dụ như là I have a little money, tôi có một ít tiền, thì bạn sẽ dùng cái a little cộng với danh từ không đếm được nhé. Câu số 13, I don't know, chúng ta sẽ có là students, danh từ ở đây in this class. Tôi không biết những học sinh ở trong lớp này, because I am a newcomer, bởi vì tôi mới tới thôi. I am a newcomer là người mới tới nè các bạn. Thì có nghĩa là tôi không biết nhiều học sinh ở trong lớp này thôi, bởi vì là tôi là người mới tới ha. Thì các bạn sẽ dùng cái nghĩa là nhiều. Rồi bây giờ thứ nhất là chúng ta sẽ loại ngay cái phương án much. Vì sao? Much sẽ cộng với danh từ không đếm được, trong khi cái từ students ở đây các bạn cần bổ nghĩa ở đây là nó danh từ số nhiều và nó đang thêm s nè các bạn. Đó, những học sinh ha, đây là danh từ đếm được và đang thêm s ở dạng số nhiều, thì chúng ta sẽ không dùng much được. Rồi tiếp nữa là các bạn sẽ dùng là cái từ some á, thì some sẽ dùng trong câu khẳng định thôi chứ không dùng trong câu phủ định, cụ thể ở đây là Joe nào. Nếu như là bất cứ người nào thì các bạn sẽ dùng là any, có thể là dùng some. Còn nếu như là tôi biết một vài học sinh thì các bạn sẽ dùng là I know some students in this class. Nó còn đây là câu phủ định mà các bạn không thể dùng some ở đây, cho nên chúng ta loại phương án này. Bây giờ chúng ta sẽ có là một là a few, hai là may này. Vậy thì chúng ta sẽ dịch nghĩa thôi. Tôi không biết một ít học sinh ở trong lớp này, không được đúng các bạn, mà tôi không biết nhiều học sinh.
Đó, nó sẽ có cái câu phủ định ở đây. Còn cái mang, cái hàm nghĩa, cái affirm này là bản thân của nó đã là hầu như là cái nghĩa thiên về không có rồi, một ít hay nữa không có. Nó mang hầu như cái thiên về mang nghĩa phủ định, cho nên cái động từ của nó phải khẳng định. Tôi biết được một ít học sinh ở trong lớp này thôi. I know a few students in this class. Hoặc là I don't know many students in this class. Ok, chúng ta sẽ có phương án A là phương án chính xác nhé. Mà đi số 14, how do the people live in your house? Ok, cái này dễ rồi này các bạn. Thì thứ nhất là các bạn sẽ loại ngay cái từ most, tại vì sao most sẽ cộng với danh từ không đếm được, trong khi people là danh từ số nhiều, đếm được hay nhiều người. Đó, chúng ta sẽ có là 5, 6 người thì chúng ta sẽ có là 5 people hoặc là 6 people ha. Chúng ta không thể dùng cái most ở đây. Rồi, cái any nữa là có bất cứ cái gì. Mà đây có phải là đâu, có phải là có bất cứ cái gì ở trong nhà bạn đâu, mà chúng ta sẽ hỏi là có bao nhiêu người, thì chúng ta sẽ có cái từ hỏi là how many cộng với danh từ đếm được số nhiều nha các bạn. Đó, how much là cũng có bao nhiêu, tuy nhiên nó sẽ cộng với danh từ không đếm được. Còn bây giờ chúng ta sẽ có cái danh từ people là danh từ đếm được ở dạng số nhiều rồi, thì chúng ta sẽ dùng how many, có bao nhiêu người sống ở trong nhà bạn. À, rồi các anh đi này, ghi nhớ là trong câu phủ định và trong câu hỏi là có bất cứ cái gì không. A lot of là có rất là nhiều người. À, tiếp tục câu số 15. He has already money. He's a millionaire. Anh ta có rất là nhiều tiền. Anh ta là triệu phú. Cho nên mới nhiều tiền được chứ. Cho nên không thể là ít tiền được. Chúng ta ngay về nghĩa thì các bạn vứt cái từ a little này này. A little nói dùng được cho danh từ không đếm được này các bạn. Money này. Tuy nhiên là nếu như anh ta chỉ có ít tiền thì làm sao mà anh ta là millionaire được. Cho nên chúng ta loại cái này nhé. Rồi. Các bạn sẽ dùng ở đây cái many thì chúng ta sẽ loại vì sao? Many là cộng với danh từ đếm được số nhiều, giống như many people, many students ở đây. Còn cái money các bạn không đếm được cho nên các bạn không dùng được money. Ví dụ ở đây dùng cái từ much thì các bạn sẽ dùng được ha. He has much money. Anh ta có nhiều tiền. Thế bây giờ chúng ta sẽ còn là a lot of với là a lot. Vậy thì bây giờ cái từ a lot of này là các bạn sẽ cộng được với danh từ đếm được số nhiều hoặc là không đếm được luôn. Các bạn đều dùng được a lot of money. Anh ta có rất là nhiều tiền. Vậy thì vì sao cái từ a lot này không được? A lot này ví dụ như các bạn dùng cả làm cái chức năng là trả ngữ của câu, không đúng với câu thì được. Ví dụ như là I have a lot chấm câu. Khi mà các bạn lặp lại một cái câu trả lời, ví dụ như có cái gì đó không, thì mình trả lời I have a lot, tôi có rất là nhiều. Còn đây là sau này các bạn thấy là nó danh từ ở đây, thì các bạn chắc chắn là phải có cái một cái giới từ để nối giữa hai cái này là a lot, có nhiều cái gì đó. Còn không là chấm ở, các bạn dùng a lot thì sẽ là chấm câu luôn, là nó sẽ làm thường, nó sẽ làm trạng ngữ của câu, tôi có cái gì đó rất là nhiều. Còn đây là các bạn thấy là nó đứng trước cái danh từ money mà, thì nó cần phải có một cái giới từ danh từ of danh từ chứ, nó nối với nhau bằng cái giới từ of, chứ không thể đứng một mình như thế này được, cho nên chúng ta sẽ chọn là a lot of nha các bạn. Tiếp tục câu số 16. Do you take sugar in coffee? Bạn có muốn cà phê mà bỏ đường vào không ha? Take sugar là lấy đường vào trong cà phê các bạn, là cà phê có đường không? Just half a spoonful là half là một nửa này và một nửa cái thìa thôi ha. Thì các bạn thấy là một ít thôi. Đó, nửa thìa là được rồi chứ không thể là nhiều được. Rồi cho nên chúng ta sẽ không cái dùng cái từ many với lại a lot of nha các bạn. Đó. Bây giờ á, đó là xét về nghĩa, còn về xét về cái từ many thì các bạn không dùng được, tại vì sao? Many cộng với danh từ số nhiều đếm được, còn đây là sugar mà nó chỉ một ít thôi, là một ít đường thôi. Nếu bạn cho dù các bạn muốn dùng cái từ many ở đây mà không xét về nghĩa đi thì cũng không dùng được, tại vì sugar chúng ta đang cần bốn ngữ cho cái từ sugar là đường, cái này là có danh từ không đếm được cho nên các bạn không dùng được many. A lot thì các bạn có thể cộng được danh từ không đếm được, tuy nhiên nó sai về nghĩa ha. Bây giờ còn là a few với lại a little, thì a few này cũng vậy, một ít thôi. Thì a few nó sẽ cộng với danh từ đếm được số nhiều. Tương tự như cái bài tập nãy giờ các bạn làm ở trên. Ví dụ như là cái câu ở trên chúng ta sẽ có cái từ a few ở trên. Đây, I have a few close friends. Đó, thì cái a few này, cái a few này nó sẽ cộng với danh từ đếm được ngoài dạng số nhiều. Còn đây các bạn thấy là chúng ta đang cần một cái tính từ lượng từ bổ ngữ cho cái sugar, là danh từ là đường. Vậy thì đường nó đâu có đếm được đâu, cho nên chúng ta sẽ phải chọn cái a little chứ không phải là a few nhé các bạn. Rồi, just a little, một ít thôi, một nửa thì là được rồi. 17. Have you got CDs? Yes, hundreds. Các bạn thấy là chúng ta sẽ có một câu hỏi đây là bạn có nhiều đĩa CD không? Có 100 cái lận, hàng hàng trăm cái lận. Thế bạn thấy là chúng ta sẽ cần một cái tính từ ở đây để bổ ngữ cho cái danh từ là CDs.
Vậy thì bây giờ cái này là sẽ biết được là đĩa mà các bạn đếm được hàng trăm cái thì cái này phải là dinh từ đếm được rồi. Đó, đó là thì các bạn sẽ không thể dùng cái tính từ là merge ở đây được, merge sẽ cộng với dinh từ không đếm được. Không đếm được làm sao các bạn dùng cái từ hundreds được, hàng trăm cái mà. Đó, cái này phải là dinh từ đếm được nha các bạn. Cho nên chúng ta không dùng cái merge ở đây. Ví dụ nên nó có many thì các bạn sẽ dùng được nhé. Và bây giờ a little với a few thì xét về nghĩa thì sẽ không được rồi. Bạn có ít đĩa không? Có tận trăm cái thì nó sẽ sai về nghĩa ha các bạn. Nó chúng ta sẽ không dùng cái này. Thứ hai nữa là cái little này sẽ cộng với dinh từ không đếm được, các bạn cũng không dùng được nhé. A few thì sẽ cộng được, tuy nhiên nó sai về nghĩa. Rồi chúng ta sẽ còn là lots. Vậy các bạn sẽ thấy một cái ở đây là a lot là nhiều và lots. Vậy thì nó đều nghĩa là nhiều hết các bạn. Thì bây giờ các bạn sẽ dùng một là dùng a lot, hai là các bạn không vứt cái mạo từ a đi á, thì các bạn phải thêm s vào để chỉ biểu thị số nhiều chứ, nhiều có nhiều cái gì đó ha. Đó, một là dùng a và lot không có s, hai là vứt a đi thì nó phải dạng số nhiều là lots và là cộng với danh từ có nhiều cái gì đó nha các bạn. Tiếp tục câu số 18, I'll be ready in tôi sẽ sẵn sàng trong một vài phút nữa. Rồi các bạn sẽ có ở đây thứ nhất là cái danh từ minutes là nó đang là danh từ đếm được và nó thêm s ở sau này các bạn. Đó, đang ở dạng số nhiều là trong một vài phút nữa thì chúng ta sẽ không có dùng được cái a little với lại merge a day. Merge sẽ cộng với dinh từ không đếm được và a little một ít thì cũng không không có cộng với dinh từ là đếm được như này, mà nó dùng kết thức nó dùng như merge các bạn, nó chỉ khác nghĩa là ít với là nhiều thôi. Bây giờ chúng ta sẽ có là a lot với lại a few. Tôi sẽ sẵn sàng trong trong một vài phút nữa chúng ta sẽ có là a few minutes. Rồi cái từ a lot này á, nếu các bạn cho dùng, các bạn muốn dùng là nhiều phút nữa đi ha, thì bạn phải dùng là a lot là nhiều, giống như ở câu số 15 ở trên này là a lot of money ha. Còn cả đây á, các bạn dùng a lot là nhiều á, thì các bạn sẽ cho nó đúng cuối câu. Ví dụ như là tôi rất thích cái gì đó rất là nhiều, I like dancing a lot, tôi rất là thích nhảy chẳng hạn, thì nó sẽ đứng cuối câu làm trạng ngữ của câu. Còn cái này các bạn đang cần một cái tính từ mà, cụm tính từ để bổ cho danh từ, nó đứng trước danh từ thì các bạn sẽ không thể dùng cái từ a lot này được. Hoặc là cái từ a lot mà đứng trong so sánh hơn hơn cái gì nhiều ạ. Còn đây đâu phải là so sánh đâu, đâu cũng đây cũng không phải là vị trí đứng cuối câu để làm trạng từ, mà nó đang là tính từ để bổ cho danh từ minutes. Đó, vậy thì chúng ta sẽ dùng, nếu mà muốn dùng cái dòng a lot này, các bạn sẽ dùng là lots of hoặc là a lot, không được dùng a lot. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có là a few nhé. A few cộng với danh từ đếm được số nhiều là minutes. Tiếp tục câu số 19. She speaks good Spanish but only Russian. Cô ta nói giỏi tiếng Tây Ban Nha nhưng mà chỉ nói được một ít tiếng Nga thôi. Nếu bạn thấy là trong câu này chúng ta sẽ loại ngay cái từ merge, không thể là chỉ nhiều được. Vì bản chất của cái từ only là các bạn sẽ biết được cái nghĩa của nó phải là ít rồi, chứ không thể là nhưng chỉ nhiều tiếng Nga, thì chúng ta sẽ không chọn được cái này rồi. Chúng ta sẽ loại ngay cái này đầu tiên. Tiếp tục nữa là chúng ta sẽ có là a lot of, cũng vậy, không thể là chỉ nói nhiều, nó sẽ sai về nghĩa các bạn. Chúng ta sẽ có là a few và là a little. Vậy thì bây giờ chúng ta chỉ cần xác định là a few nó sẽ cộng với danh từ đếm được số nhiều và a little sẽ cộng với danh từ đếm không đếm được. Thì Russian là tiếng Nga thì chúng ta đâu đếm được các bạn, nó chỉ có, nó là danh từ rất ít rồi, một tiếng Nga thôi, chúng ta sẽ có là a little chứ không thể là a few được nha các bạn. Câu số 20, I come to, tôi đến trường bằng xe buýt. Rồi các bạn sang phần mạo từ rồi các bạn, thì đến đâu come to thì come to school, ví dụ như I go to school thôi các bạn, chúng ta sẽ không điền gì mạo từ gì trước ở đây hết nha. By thì by cũng phương tiện luôn, chúng ta không có điền gì hết, cho nên phương án này chúng ta sẽ chọn phương án C. Tiếp tục câu 21, chúng ta sẽ có là this morning bus was late, sáng nay thì cái xe buýt đã bị trễ. Các bạn thấy là chúng ta sẽ có một cái chủ ngữ là bus a day và đến động từ của câu là was và đến bốn ô cô là late. Thì các bạn thấy là cái xe buýt thì cái chủ ở đây các bạn không thể điền cái từ bus đứng trơ trơ vậy được, và chúng ta phải có mạo từ để thể hiện là nó chỉ có một cái chiếc xe buýt thôi. Tại vì các bạn biết là đây là chủ ngữ số ít vì dùng to be was chứ không phải là were. Trong trường hợp mà ở đây to be là were thì ở đây là buses, phải là những chiếc xe buýt đã bị trễ ha. Còn đây mà cái từ bus có một chiếc thôi, các bạn bắt buộc phải dùng mạo từ trước nó rồi đó. Vậy thì chúng ta sẽ loại ngay phương án B nhé các bạn. Đó, chúng ta không thể không điền gì hết và chúng ta sẽ loại ngay phương án ẩn đi, tại vì cái từ burst này là nó bắt đầu bằng phụ âm rồi, nó đâu có thể phải là nguyên âm đâu, cho nên chúng ta không được dùng ẩn. Bây giờ các bạn sẽ phân vân giữa ở với tờ nữa thôi. Ở là một chiếc xe buýt đã bị trễ,
Và the là cái chiếc xe buýt đó đã xác định được trễ. Thì bây giờ chúng ta chỉ cần phân biệt là lúc nào dùng ở và lúc nào dùng the. Nếu như mà cái chiếc xe buýt này được nhắc tới lần đầu tiên thì người ta sẽ dùng ở. Có một chiếc xe buýt ở ở trạm nhỉ hả? There was a bus. Còn đây là sáng nay thì cái chiếc xe buýt đã bị trễ thì chắc chắn là cái người này đã muốn kể lại là cái chiếc xe nào rồi, người ta đã xác định là chiếc xe nào rồi mà. Cho nên người ta mới có cái thêm cái trạng ngữ là this morning. Vậy nên thì bây giờ chúng ta sẽ dùng cái từ the là chính xác nhất nha. Hi, my favorite subject is môn học yêu thích của tôi là lịch sử history, but I'm not very good at math. Nhưng mà tôi không giỏi môn toán lắm. Thì các bạn thấy là chúng ta sẽ có chủ ngữ là subject ở đây. Và cái này là tính từ để bổ ngữ cho cái danh từ subject này các bạn. Tất cả những cái này sẽ cộng thành một cái cụm. Danh từ đóng vai trò là chủ ngữ của câu. Và cái này là môn học thì cái này đang là danh từ đếm được nhưng mà nó lại dạng số ít là có một môn thôi. Cho nên chúng ta sẽ có động từ to be là is. Đó, vì nó là chủ ngữ số ít nha các bạn. Cho nên động từ to be là is. Vậy thì bây giờ các bạn sẽ cần một cái bộ ngữ ở đây. Môn học yêu thích của tôi là. Là cái gì thì nó sẽ có là history thôi. Chúng ta không cần điền mạo từ ở đây. Không phải là một, ví dụ như một cuốn sách lịch sử chẳng hạn, thì các bạn sẽ là a history book. Đó, còn cái này danh từ là lịch sử, là môn lịch sử rồi, chúng ta không cần điền mạo từ ở đây. Tiếp tục nữa là good at là giỏi ở cái gì thì các bạn sẽ cộng với danh từ luôn là math, giỏi môn toán luôn mà. Không cần mạo từ trước, cho nên chúng ta sẽ chọn phần D nhé. Tiếp tục Ankara is. Ankara là thủ đô của Thổ Nhĩ Kỳ, Turkey. Thế các bạn thấy là chúng ta sẽ có là cái capital là thủ đô. Thì cái này là đã được xác định rồi, xác định vì sao người ta đã nhắc đến Ankara là thứ nhất này. Thành phố Ankara là thủ đô của Thổ Nhĩ Kỳ. Thế chắc chắn là cái này là đã được nhắc lại rồi, người ta đã biết rồi, cho nên chúng ta sẽ dùng cái the capital. Các bạn có thể giải thích theo hướng đó. Thứ hai là nhiều khi là mình có thể giải thích là thủ đô thì chỉ có một thủ đô chẳng hạn. Thì các bạn sẽ dùng cái the cho cái hướng là theo nghĩa là độc nhất. Còn không các bạn giải thích theo hướng là nhắc lại lần thứ hai, người ta đã biết rồi vì ở đây thứ nhất này và đây là lần thứ hai, cho nên người ta sẽ dùng mạo từ the thay vì ở nha các bạn.